Ngày 7 tháng 2 năm 2020, huyện Đức Hòa tổ chức khánh thành các cây cầu giao thông nông thôn đợt 7. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo huyện Đức Hòa, các mạnh thường quân và đông đảo người dân trên địa bàn các xã An Ninh Tây, Tân Phú và Hòa Khánh Tây tham dự. Đợt này, huyện Đức Hòa tổ chức khánh thành 3 cây cầu giao thông nông thôn, gồm cầu Gò Sao xã An Ninh Tây, cầu Ba Sa T25 xã Hòa Khánh Tây và cầu Bình Thủy 1 xã Tân Phú. Các cây cầu này do Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ban liên lạc Hội đồng hương Đức Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh vận động Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Nafood miền Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Sơn hỗ trợ. Tổng kinh phí xây dựng các cây cầu gần 3,3 tỷ đồng. Các cây cầu giao thông nông thôn này được khánh thành đưa vào sử dụng đã góp phần mang lại niềm vui rất lớn cho người dân nơi đây.